Hello anh em, lâu lắm rồi không đánh đơn, chắc cũng phải tầm 3 tháng nay rồi. Hôm qua Hùng đi giao lưu câu lạc bộ cầu lông Aurora thì có thằng em chắc nó cũng biết mình qua mạng nên nó rủ cho em xin giao lưu một set. Thì ok luôn em, anh em vào chiến. Thế thì tiện mang cái camera lại quay trận đấu tí cho vui cho anh em xem. Nhưng đáng tiếc đoạn sau là mình chạm vào camera nó bị ngẩng mặt lên trời nên là chỉ được mấy quả đầu thôi anh em nhé. Anh em xem tí cho vui. Có gì góp ý cho bọn mình hoặc là vào comment anh em nói chuyện với nhau tí. Ôi. Lệch thế. Hay quá, nó hay quá, cầu lì thật. Ô. Ôi, hay thế. Ui. Ôi cạch. Hay quá.